Xin chào các bạn nha, các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Ngày hôm nay ở video này thì mình sẽ đi cập nhật nhá giá bán của cả hai mẫu xe Honda Winix 2020 và mẫu xe Yamaha Exciter với cả hai phiên bản nhá, năm 2019 và năm 2020 để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Các bạn có thể thấy đây là hai mẫu xe hiện nay là mẫu xe côn tay 150 khối đang được rất nhiều khách hàng yêu thích, đặc biệt là giới trẻ nhá, yêu thích tìm mua quan tâm ở thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cận cảnh cụ thể từng mẫu xe một nhá. Kết hợp với đó thì mình sẽ cung cấp đến các bạn giá bán mới nhất trong ngày hôm nay 16 tháng 2 năm 2020. Kèm theo đó nữa là những chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho cả hai mẫu xe này để các bạn có thể tham khảo thêm. Đầu tiên thì mình sẽ gửi đến các bạn một số những cái thông tin về chương trình khuyến mại hiện nay đang được áp dụng trên cả hai mẫu xe này. Với mẫu xe Yamaha Exciter ấy, thì hiện nay vẫn đang áp dụng chương trình khuyến mại trả góp với lãi suất hấp dẫn là 0,79%. Kết hợp với đó là các bạn khi mua xe sẽ được tặng mũ bảo hiểm này. Kèm theo đó nữa là những cái món quà ví dụ như chai dầu máy, áo mưa, vân vân nhé các bạn nhé. Còn đối với cái mẫu xe Honda Winix ấy, thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2020, tức là ngày hôm qua, đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020 nhé. Khách hàng khi mua mẫu xe Honda Winix nhé, tại đại lý Honda Hòa An với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu hoặc một số các đại lý khác trên toàn quốc cũng sẽ áp dụng, nhưng mà tùy theo từng đại lý sẽ có những chương trình khuyến mại khác nhau. Nhưng riêng với Honda Hòa An ấy, thì khi các bạn mua mẫu xe Honda Winix, các bạn sẽ được tặng giá trị tiền mặt lên tới là 2 triệu đồng này. Kèm theo đó là một đồng hồ đeo tay, một mũ bảo hiểm, một hộp dầu máy, một phiếu thay dầu miễn phí và một áo mưa các bạn nhé. Đặc biệt hơn nữa là khi các bạn mua những cái mẫu xe giống như mẫu xe Honda Winix ở đây thì các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp với lãi suất là 0%. 0% các bạn nhé. Còn bạn nào quan tâm tới chương trình trả góp lãi suất 0% này thì các bạn sẽ trực tiếp liên hệ theo số điện thoại là 0974 752 410 sẽ được em Phương xinh xắn là giới thiệu tư vấn cụ thể về chương trình trả góp, đặc biệt với những mẫu xe Honda Winix này. Và hiện nay những mẫu xe này đang có giá bán cực kỳ ok luôn, đặc biệt là mẫu xe Honda Winix và kể cả mẫu xe Yamaha Exciter đã có giá bán giảm hơn khá là nhiều rồi. Thì cận cảnh cụ thể mình sẽ đi lần lượt từng mẫu xe một nhé. Các bạn nào quan tâm tới mẫu xe Yamaha liên hệ theo địa chỉ là Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Còn với Honda Winix các bạn đang do ở đây thì các bạn liên hệ với đại lý Honda Hòa An với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu các bạn nhé. Số điện thoại liên hệ là 02133 878 838. Đầu tiên các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winix phiên bản thể thao màu cam đen. Tất cả các phiên bản màu cam đen cũng như 4 màu sắc còn lại của phiên bản thể thao ấy đang được đại lý bán với giá bán dao động trong khoảng từ 39 cho tới 40 triệu. Rất ok và hấp dẫn. Các bạn liên hệ trực tiếp các bạn nhé. Rất là ok, màu sắc đẹp, nhìn nó rất là bóng bẩy đẹp hơn này. Phía xa xa kia các bạn đang theo dõi là mẫu xe Honda Winix phiên bản màu camo. Giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 43 triệu 500 cho phiên bản màu camo. Các phiên bản đen nhám ấy, hiện nay cao cấp ấy, thì giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 44 triệu các bạn nhé. 44 triệu cho những mẫu xe phiên bản đen nhám. Mình thấy rất là đẹp cái mẫu xe phiên bản màu cam đen này. Các bạn đang theo dõi ở đây, nhìn nó rất là thể thao, phong cách màu thì rất là ấn tượng, nổi bật. Đem đến một cảm giác rất là mới lạ. Chỉ 39 tới 40 triệu các bạn có thể sở hữu mẫu xe này. Kèm theo đó ấy, là rất nhiều những món quà tặng khác nhau. Mình đã nói ở phần trước video rồi, rất nhiều các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ quay sang của vị trí của một mẫu xe mà hiện nay rất nhiều bạn đang hỏi và hiện nay hàng cũng khá là hiếm nhá. Đó là mẫu xe Honda Winix phiên bản màu HRC, rất đẹp ở đây. Phiên bản màu đỏ xanh trắng này, phiên bản đường đua của hãng Honda. Thì hiện tại giá bán của mẫu xe này chỉ giữ mức là 44 triệu 500 nghìn đồng thôi. Các bạn nào quan tâm có thể tìm mua nhá. Cận cảnh chi tiết, chính mẫu xe thuộc phiên bản camo này, phiên bản đen nhám và phiên bản HRC ở đây thì đều được trang bị cặp phanh trước có trang bị là phanh ABS các bạn nhé, phanh chống bó cứng, hoàn toàn là yên tâm, bảo đảm an toàn hơn. Còn lại 5 màu sắc của phiên bản thể thao ấy thì không được trang bị phanh ABS. Chính vì vậy đây là những cái sự chênh lệch về giá bán giữa hai mẫu xe này. Tuy nhiên ấy, với khoảng tiền từ 4 đến 5 triệu để chênh lệch như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu một cái bảo đảm cái phanh ABS ấy, an toàn hơn rất là nhiều. Màu sắc này mình giá khá là cao này, 44 triệu 500 cho mẫu xe này. Mình nhắc lại các bạn như vậy nhé. Các bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý hoặc có thể liên hệ thông qua những cái em nhân viên bán hàng, đặc biệt ví dụ như là 0974 này, 752 410 sẽ được em Phương tư vấn cụ thể về chương trình trả góp, cũng như hoặc là các bạn liên hệ theo cái số điện thoại là 0982 871 851 cũng sẽ được bạn Minh của Honda Hòa An 1 tư vấn cụ thể, đó là nhân viên bán hàng của mẫu xe nhé. Tiếp theo đây là một phiên bản nữa hiện nay cũng có mặt tại đại lý là phiên bản thể thao, phiên bản màu bạc đỏ rất đẹp, mình đánh giá cao nhất ở cái phiên bản này. Mình quay cận cảnh chi tiết để các bạn có thể tham khảo ở đây. Giá bán hiện tại cũng giữ ở mức là 39 triệu
có những thời điểm lên tới 40 triệu, tuy nhiên ý, cái giá dao động như vậy thôi. Các bạn nào quan tâm sẽ tìm mua cho mình các bạn nhé. Rất ok ở đây. Mình nhắc lại các bạn ấy là phần quà bao gồm có này, tặng tiền mặt lên tới 2 triệu này, một đồng hồ đeo tay này, một mũ bảo hiểm này, một hộp dầu máy này, một phiếu thay dầu miễn phí và một áo mưa. Kết hợp với đó là chương trình trả góp với lãi suất 0%, rất ưu đãi luôn dành cho mẫu xe Honda Ridge, một mẫu xe thể thao phong cách rất là ấn tượng các bạn nhé. Mình có thể nói rất nhiều về mẫu xe Honda Ridge rồi, nhưng ý, với những cái đợt hạ giá cực điểm như này, kết hợp với đó là chương trình khuyến mại rất là ưu đãi từ trước đến nay, dao động trong khoảng thời gian từ 15 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 cơ. Chính vì vậy đây là một cái chương trình mà rất muốn các bạn quan tâm để tìm mua cho mình ở thời điểm này, một thời điểm mà gần như mẫu xe Honda Ridge này có giá bán hạ thấp đến kịch điểm rồi các bạn nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển tới dòng xe Yamaha Exciter. Đây là tất cả những cái mẫu xe hiện nay đang có mặt tại đại lý các bạn nhé. Rất đẹp, rất bắt mắt ở đây. Mình sẽ cập nhật lần lượt từng những phiên bản một. Với những phiên bản năm 2019 ở đây vẫn còn hàng tại lý nhá. Giá bán vào khoảng tầm 46 triệu cho những phiên bản này, kể cả đen nhám cũng như những phiên bản màu trắng đỏ RC. Phiên bản Apanasia năm 2019 có giá bán vào khoảng tầm 48 triệu. Phiên bản Hoàng Hôn ở đây, phiên bản giới hạn cũng 48 triệu các bạn nhá, 48 triệu cho phiên bản này. Còn trắng đỏ năm 2020 giá bán vào khoảng tầm 46 triệu 500. Đấy, giá bán rất là cụ thể chi tiết rồi. Một chút thôi thì mình sẽ quay thêm và gửi đến các bạn một số những cái phiên bản năm 2020. Mình sẽ báo giá cụ thể chi tiết hơn, đặc biệt là những phiên bản được thay đổi những cái cặp lốp maxi này, cũng như một số những cái tem xe ấn tượng hơn, đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Còn đây là những phiên bản năm 2019, chỉ có duy nhất phiên bản màu trắng đỏ này năm 2020. Hiện nay đang có mặt tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong và phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Các bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé, theo số điện thoại là 02133 971-688 các bạn nhé, 971-688. Đây là những cái mẫu xe mình quay cận cảnh trực tiếp ở đây, cả hai luôn các phiên bản đó các bạn nhé, Winner X và Yamaha Exciter. Với Yamaha Exciter phiên bản màu cam đen các bạn đang theo dõi ở kia ấy, giá bán vào khoảng tầm là 47 triệu. Tiếp theo là hai màu đen nhám, giá bán cũng tương tự vào khoảng tầm 47 triệu đến 47 triệu 500. Hai màu trắng đỏ phía bên kia giá bán vào khoảng tầm 46 triệu 500. Và màu xanh GP cuối cùng cũng có giá bán vào khoảng tầm 46 triệu 500 các bạn nhé. Giá bán hiện tại đã giảm rồi. Các bạn khi mua sẽ được tặng những chai dầu máy, những bộ quần áo mưa hoặc là mũ bảo hiểm các bạn nhé. Rất là ok luôn. Hiện nay thì với những cái chương trình khuyến mại dành cho Yamaha Exciter ấy, thì nó hơi ít một chút, nó không phong phú, không nhiều giống như những mẫu xe Honda Winix ở đây. Tuy nhiên ấy, đây là những mẫu xe hiện nay gọi là chấp nhận được. Các bạn nào mà đi đường bình thường thành phố thì các bạn nên lựa chọn những mẫu xe Yamaha Exciter này, sẽ phù hợp đầy đủ các tiêu chí. Thứ nhất là thể thao mạnh mẽ, đẹp đẽ hơn, rồi vận hành thì rất là tin cậy thôi. Còn nếu các bạn nào mà đi đường xa nhiều, đi đường phượt nhiều ấy, thích khám phá, thích tốc độ thì các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu xe như Honda Winix ở đây, cho nước hậu rất tốt các bạn nhé, rất tốt luôn. Mình có thể nói ấy, thì với những hiện nay, ở thời điểm hiện tại ấy, thì giá bán của các dòng xe như Yamaha Exciter hay Honda Winner đều rất là tốt luôn. Thì mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục giá bán mới nhất, chính xác nhất để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Mình đứng trên cương vị một khách hàng thôi, nên mình đưa ra những cái ý kiến chủ quan cá nhân mình, những ý kiến mà nó xác thực nhất, chính xác nhất. Còn nếu các bạn nghe đại lý cũng nói cũng được, tùy từng đại lý cũng sẽ có nơi đúng, có nơi sai. Tuy nhiên ấy, thì mình nghĩ thì thường đại lý sẽ thường hay báo giá là cao hơn một chút so với giá bán mà hiện nay chính thức. Chính vì vậy mà mình muốn đưa ra cho các bạn ấy mức giá bán ok nhất, hợp lý nhất nhé. Còn với bản thân mỗi người, sở thích mỗi người ấy, lựa chọn mẫu xe nào là do mọi người mà, mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình vào mọi người được. Chính vì vậy, như thế nào, ok thế nào, mẫu xe nào tốt hơn, mẫu xe nào như thế nào đó thì mình sẽ nói cụ thể chi tiết để gửi đến các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình ấy. Nếu hay nhá, các bạn nhớ like này, chia sẻ và đăng ký nhiều hơn nữa để gửi đến các mình những sự ủng hộ để mình cố gắng đưa ra những video tiếp theo. Và mình vẫn là kênh top 5 thôi. Và hiện tại kênh giá xe máy Vlog này, mình muốn đưa ra những mức giá chính xác kèm theo đó là những chương trình khuyến mại. Còn kênh top 5 mình chủ yếu là nói về xe nhiều hơn này, trình bày nhiều thứ đánh giá hơn, cận cảnh hơn, hoặc có thể giới thiệu thêm những cái mẫu xe mới hiện nay của các hãng xe như Yamaha này, Suzuki này, Honda, SQM, Kimco vân vân, để có thể cập nhật được toàn diện. Còn đây là mình chỉ nói về phần giá bán thôi, và nói thêm một chút nữa về những chương trình khuyến mại, những cái nhận xét một chút về những cái mẫu xe hiện nay đang có trên thị trường. Cảm ơn, xin chào lại các bạn nhé.